Hi, xin chào các bạn nha. Mình là Hàng Vlog đây. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn các bạn cài đặt bảo mật cái avatar của mình nha. Các bạn hãy chú ý trên màn hình để theo dõi cái phần mà Hàng hướng dẫn nhé. Trước tiên chúng ta mở Facebook của chúng ta. Bước thứ nhất là chúng ta mở Facebook của chúng ta lên. Vào chính cái trang Facebook nhỏ của chúng ta đây. Vào trang Facebook nhỏ của chúng ta. Đó. Và bây giờ các bạn có nhìn thấy cái hình tam giác nhỏ ở gần dấu chấm hỏi đây không? Đây, đây, đây các bạn nha. Và các bạn ấn vào đây. Vào cái phần cài đặt. Đây chúng ta vào phần cài đặt. Và trong tất cả cái phần cài đặt này thì chúng ta sẽ phải xem phần ứng dụng và trang web nằm ở phía bên tay trái của chúng ta. Chúng ta vào ứng dụng nhé. Nếu như các bạn mà có một vài cái ứng dụng như là xem 60 năm nữa bạn sẽ nhìn như thế nào này, hay ngôi nhà trong tương lai của bạn như thế nào này, hay bất cứ một cái ứng dụng nào đó mà trước đây chúng ta đã vô tình chúng ta kích vào thì bây giờ chúng ta sẽ gỡ ra. Ở đây thì Hằng đã gỡ hết rồi nên là nó không còn cái ứng dụng gì nữa. Đó, không còn cái ứng dụng nào nữa các bạn nha. Thì chúng ta thoát ra. Chúng ta để xuống đây và chúng ta vào phần bảo mật và đăng nhập. Đây các bạn vào phần bảo mật và đăng nhập. Bảo mật và đăng nhập thì các bạn sẽ kiểm tra phần máy tính Windows và loại thiết bị của chúng ta đang hoạt động. Đây. Đó, thì chúng ta sẽ có thể xem thêm. Nếu chúng ta nghi ngờ là có một cái máy hoặc một cái giao diện nào đó mà lạ thì chúng ta có thể gỡ nó ra và chúng ta sẽ đăng xuất tất cả trên trên thiết bị. Bước thứ hai chúng ta sẽ sử dụng xác thực hai yếu tố. Sử dụng xác thực hai yếu tố đây chúng ta sẽ ấn vào chỉnh sửa và chúng ta sẽ bật nó lên. Và bật lên ấy thì là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là yêu cầu phải điền cái mật khẩu này vào. Và khi này ấy thì Hằng đã điền rồi. Chính vì thế nên là mình sẽ quay lại cái bước này, mình không thay đổi mật khẩu nữa. Các bạn điền 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 vào và các bạn ấn cái số điện thoại nhé. Đây. Bảo mật và đăng nhập, tôi phải quay lại chỗ này. Đấy, sau đó chúng ta đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu xong thì bắt đầu các bạn sử dụng xác thực hai yếu tố. Sử dụng xác thực hai yếu tố sau. Sau đó chúng ta nhận ấn vào cái nhận cảnh báo này này. Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra này, ấn vào chỉnh sửa này và sẽ bật hết lên. Ví dụ như có một cái giao diện nào đó mà người ta đăng nhập vào cái trang Facebook của mình là nó sẽ báo luôn đến điện thoại hoặc Gmail của mình này. Bước 4 là chúng ta sẽ chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ. Nếu như bạn bị khóa tài khoản thì cái này chúng ta có thể là chọn tài khoản của chồng này, của con này, của em gái này, hay của mẹ hay của bố này. Đó. Đó nha, đấy là cái bước cơ bản. Bước thứ 5. Và bây giờ chúng ta sẽ chìm cái trang Facebook này xuống này. Chúng ta truy cập vào Google Chrome. Chúng ta truy cập vào Google Chrome. Và chúng ta sẽ đánh cái trang là 2G team. G2 team. Đây các bạn sẽ nhìn thấy luôn, vào luôn. Đây các bạn nhìn thấy này, lên trên Google một cái là search một cái sẽ ra luôn là G2 team security nhé, của Google Chrome nhé các bạn nhé. Và các bạn kích chuột vào đây. Đó, thì trước đây mình như như của mình ấy thì là mình bắt đầu cài đặt thì là nó sẽ có cái chữ thêm vào Chrome. Thế còn ở đây mình đã cài đặt rồi, chính vì thế nên là nó có cái chữ xóa khỏi Chrome thì mình không xóa. Và bây giờ các bạn nhìn thấy ở trên cái góc màn hình của mình đây nó sẽ có cái chữ G. Thì nó đã biểu hiện là cái máy tính của mình đã được biểu hiện, đã được cài đặt cái phần G2 team này rồi. Và trong cái phần G2 team này thì các bạn kích chuột vào. Đó, nó sẽ
hiện ra cái giao diện của trang G2 Team này. Trang G2 Team này. Đó thì ở đây nó sẽ có cái hình lục năng, đó là công cụ của Facebook. Các bạn ấn vào đây. Và các bạn nhìn thấy cái chữ bảo vệ avatar này. Thì các bạn kích chuột vào phần bảo vệ avatar. Kích chuột vào phần bảo vệ avatar, sau đó là các bạn sẽ nhìn thấy hai phần, đó là hồ sơ bảo vệ hình ảnh và xem cơ trang cá nhân. Thì cái trang G2 Team này nó có tác dụng là bảo vệ cái trang cái ảnh avatar của chúng ta. Đây các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng màu xanh này không? Đó, đây chính là cái biểu tượng để bảo vệ cái ảnh của chúng ta, là những kẻ xấu sẽ không thể lấy được cái ảnh avatar này của chúng ta xuống để họ sử dụng vào cái mục đích gì đó. Và một cái lưu ý là các bạn phải sử dụng cái Gmail đăng ký Facebook của mình nhé các bạn nhé. Đây các bạn phải để Hằng hướng dẫn các bạn. Đây, tức là trong cái thông tin của bạn này, chung này, đó, thì cái Gmail của chúng ta là gì? Người liên hệ của tài khoản này, địa chỉ liên hệ này, email của chúng ta là cái gì? Thì chúng ta phải khai báo, tức là cài ở trên cái Google của chúng ta, nó cũng chính là cái để G2 Team này nó mới biết để nó bảo vệ mình các bạn nhé. Và khi chúng ta bật vào cái hồ sơ bảo vệ hình ảnh này thì là avatar của chúng ta đã được bảo vệ. Đó, và Hằng vừa với hướng dẫn các bạn những cái bước cơ bản, 7 bước cơ bản để bảo vệ avatar, bảo mật avatar và bảo mật cái Facebook của mình là với mức độ cao nhất. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu các bạn mà cảm thấy cái clip của mình hữu tác dụng và có ý nghĩa thì xin các bạn hãy chia sẻ cái clip này để nhiều người biết cách bảo vệ avatar và bảo vệ cái nick Facebook của mình hơn ạ. Và các bạn hãy có thể là follow cái kênh của Hằng Vlog để nhận nhiều thông tin bổ dưỡng bổ ích hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.